nếu bạn không biết quan điểm của chúa chờ về bạn và về người khác là gì, thì bất cứ điều gì bạn đạt được đều là con số không. Đầu tiên chúng ta cần phải được thịnh vượng chính là cuộc sống tâm linh, bởi vì đời sống thuộc linh là cái mái để mang bạn, mang sự thành công của bạn. Nếu bạn thịnh vượng trong tài chánh nhưng bạn chỉ là một đứa bé nhỏ ở trong đời sống tâm linh thì số tiền mà bạn có được sẽ bị kẻ thù xài hết bạn sẽ tiêu xài vì bệnh tật cho hết năng đề này đến năng đề khác bạn sẽ nhận thấy rằng tiền bạc bị tiêu hao hết thay vì bạn tiêu tiền bạn có biết rằng tiền bạc có thể tiêu xài bạn không tiêu hao bạn không thay vì bạn tiêu Xài tiền thì tiền lại tiêu xài bạn, làm hao mòn bạn. Bạn không thể ăn uống uh, đồ mình yêu thích. Có đồ ăn bạn ăn được, có đồ ăn bạn không ăn được. Nếu bạn ăn đồ ăn kia thì sẽ bị uh, gặp khó khăn. Và bạn có quá nhiều thuốc men, phải uống buổi sáng, trưa, chiều, tối. Bạn thấy cuộc sống mình trở nên như vậy. Nờ đầu tiên chúng ta cần phải thịnh vượng chính là đời sống thuộc lên. Cho nên nếu bạn không thịnh vượng trong đời sống thuộc lên và bạn là người vĩ đại, thì sự vĩ đại của bạn sẽ dần dần mờ đi. Bởi vì không có cái gì để mang nó cả. Mờ đi, nhạt đi, nhạt đi dần dần. Cho nên đó là lý do các bạn cần phải bỏ ra thì giờ để tiền qua một bên mà bỏ ra thì giờ cầu nguyện. Đừng để tiền bạc đó điều kiện bạn, nhưng hãy để đắng ban cho tiền bạc đó điều kiện bạn. Nhưng chuyện gì xảy ra ngày hôm nay? Bạn đang sống ở nơi đâu? Vì bạn có tiền bạc nên bạn bỏ nơi mình đã từng sống mà đi qua sống ở nơi những người giàu ở. Đó là tiền bạc điều kiện các bạn. Bạn còn biết điểm khởi hành của mình không? Nơi mà bạn bắt đầu không? Nhưng bây giờ bạn đang sống ở nơi những người giàu ở bởi vì bạn là giàu có. Đó là tiền bạc điều khiển các bạn. chứ không phải đắng băng cho tiền bạc điều khiển bạn. Người giàu sống chung với người giàu, người nghèo sống chung với người nghèo. Vậy thì ai sẽ giúp đỡ người nghèo đây? Trong khi bạn được phước để ban phước cho người khác. Bạn được phước để ban phước cho những người khác. Bạn được cứu để cứu linh hồn những người khác. Đó là mục đích của sự ban phước. Bạn được phước để ban phước người khác. Đây là nguyên nhân mọi sự khó khăn, hoạn nạn trên thế giới. Nếu Chúa chờ ban cho bạn sự bức phá, đột phá, và rồi bạn cho nên giàu có, nhưng bây giờ bạn không quản lý tốt, không hành sự tốt, bạn có thể ra đi cùng với sự giàu sang của cải, nhưng sự bình an của Chúa trời trong lòng bạn bạn không thể mang nó theo được. Đức Chúa Trời sẽ nhìn vào bạn để xem số tiền mà bạn nhận được mà Ngài đã ban cho bạn cách mà bạn tiêu xài nó sẽ quyết định sự bình an của Chúa trời trong lòng các bạn. Cho nên đây là điều đã xảy ra khắp nơi trên thế giới, bạn thấy có rất nhiều người rất giàu có khắp nơi trên thế giới nhưng không có sự bình an làm sao mình biết họ không có sự bình an vì họ xung đột lẫn nhau. điều đó cho biết những người này không có sự bình an nhưng nếu bạn có sự bình an thì cho dù người ta có lăng mạ sỉ nhục bạn thì bạn sẽ nói hai bình tĩnh lại dễ dạy lại vì sự bình an không muốn có sự gây hắn nó muốn có sự hòa bình, sự bình an luôn luôn tranh đấu cho hòa bình, đoàn kết và tình yêu thương. Thì Chúa chờ ban cho bạn tài chánh, ban cho sự vĩ đại thì Ngài sẽ cầm giữ lại sự bình an để xem xét bạn tiêu xài nó như thế nào. Vì điều đó sẽ quyết định thế nào Chúa chờ ban cho bạn sự bình an. Cho nên xin các bạn Nơi đầu tiên chúng ta cần được thịnh vượng đó là đời sống tâm linh. Các bạn cần phải trở lại địa vị thấp hàng, trở về lại trường đại học của Đức Chúa Trời và tìm kiếm Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vâng, các bạn cần phải trở về điều đó. Hãy nhớ lại từ lúc ban đầu. Có tiền mà không có sự bình an. Bạn có phải là một trong những loại người đó không? Nguyện xin Đức Chúa chờ ban phước trên lờ của Ngài. Amen. Người anh em, tôi có thể nói chuyện với anh được không? Tôi thấy có một kinh doanh mà anh đã từng làm trước kia nhưng đã thất bại và điều đó ảnh hưởng đến anh rất nhiều. Anh rất là tuyệt vọng vì có một người rất thân cận anh đã phản bội anh. Nhưng bây giờ anh có một kinh doanh khác. Tôi... Tôi muốn bảo đảm với anh rằng nếu anh đem năng đề này đến trước mặt Chúa chờ thì nó sẽ thành công. Hãy tiến tới và đừng lo sợ ở trong lòng. Vì anh tự hỏi nó có sẽ xảy ra như trước không? Tôi thấy có một cuộc du hành ở đằng trước. Anh sẽ phải đi xa. Cảm ơn giê Tên tôi là Đến từ Người Chúa Trời đã nói rằng tôi có Uh, tham gia một doanh nghiệp nhưng thất bại nó làm tôi rất tuyệt vọng tôi đã mất đi uh, của cái nhà cửa đến nỗi bạn của tôi phản bội tôi và điều đó là sự thật tôi xác nhận là tiên tri ông ấy cũng tiên tri rằng tôi đang tham gia một doanh nghiệp khác và lần này sẽ thành công nên tôi cảm tạ ơn chúa và xác nhận là tiên tri này sự thật trong danh Jesus.